Không biết mọi người có giống như mình không ha? Khi mà mình hoàn toàn tin tưởng một ai đó rồi á, thì bất giác trong đầu mình tự nhiên nhảy số cái kịch bản á, là họ sẽ phản bội lòng tin của mình. Mình hình dung cái kịch bản đó luôn. Sợ không? Sợ chứ. Rất sợ lại đằng khác luôn á. Rất là tồi tệ. Nhưng bạn nghe mình nói nè. Ok. Chào mừng mọi người đã cùng quay trở lại với kênh Ký Kỳ Cục của mình nha. Làm thế nào để tin tưởng một người? Bạn có bao giờ tự đặt câu hỏi đó cho chính bản thân bạn không? Khi mà đọc bình luận của mọi người á, thì có một bạn hỏi mình là làm thế nào để tin tưởng một người? Vì cái xã hội này quá phức tạp. Mình thấy đúng. Mình cũng suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi trên chứ. Mình cũng ở tình trạng tương tự. Mình không dễ tin tưởng một người. Xã hội này quá phức tạp. Giống như cái cách mà mình phức tạp hóa cái content lần này vậy. Một tuần liền mà mình không biết phải mở được cái content này như thế nào. Lòng người thì cũng không dễ đoán. Thời đại này á, theo cá nhân mình á, tương phản với sự đi lên không ngừng của điều kiện sống của cái vật chất trong xã hội á, thì lòng người lại trở thành một thứ hiếm hoi, một thứ quý giá. Vì hiếm hoi nên mới quý giá. Nếu mà nó không ngoa thì có thể gọi là quý giá nhất luôn. Sẽ thật là thiển cận và tiêu cực khi mà tuyên bố cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ tin một ai cả. So với việc đặt lòng tin vào một ai đó thì cái giá của việc luôn hoài nghi và không bao giờ chịu tin tưởng người khác á thì rất là mệt mỏi. Tỷ lệ rủi ro cũng sẽ cao hơn. Như một cái hình thức phản ứng chiến là chạy luôn phải hoạt động vậy đó. Mọi người biết không, trong cơ thể chúng ta có một cái phản ứng mang tên là phản ứng chiến hay chạy, sẽ được hệ thần kinh giao cảm kích hoạt khi mà gặp căng thẳng. Phản ứng này sẽ tập hợp hoạt động của phần lớn phạm vi các bộ phận sinh lý của cơ thể, từ hô hấp nè, các hóa chất căng thẳng nè, rồi nhịp tim vân vân để mà phòng vệ, tương tự như sự hoài nghi. Nhưng khi mà phản ứng này kéo dài trong một thời gian á, thì nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể chúng ta, thậm chí là giết chết chúng ta theo đúng nghĩa đen luôn. Bạn tồn tại được trên cuộc đời này là bạn phải bắt buộc phải tin vào một ai đó, tin ba bạn nè, tin mẹ bạn nè, vân vân. Quay về phần cá nhân mình đi, thì mình thấy nghi ngờ cũng không phải là một việc gì đó quá xấu. Tới đây thì mọi người lưu ý kỹ cho mình nha. Ở trên thì mình nhấn mạnh việc luôn hoài nghi, còn ở đây thì mình nói về sự nghi ngờ thôi. Bỏ qua việc tra từ điển là hoài nghi khác nghi ngờ như thế nào. Kỹ quá mức mà bắt lỗi chính tả mình như vậy chỉ làm khó cho cả hai ta thôi. Quan trọng nhất là ý chính mình muốn truyền đạt thì các bạn có thể hiểu. Vậy là được rồi ha. Sở dĩ mình nói nghi ngờ không hẳn là xấu. Có nghĩa là bạn thử nghĩ đi. Bạn đã nhận thức được sự phức tạp của thế giới xung quanh rồi. Chúng ta được phát triển và trưởng thành cùng với sự tư duy về mọi thứ xung quanh, như là một hình thức báo hiệu rằng bạn đã khác lúc bạn 3 tuổi rồi. Bạn biết nghi ngờ về những thứ xung quanh, nghi ngờ về những thứ không an toàn, nghi ngờ khi mà một người lạ tự nhiên chạy tới đưa cho bạn một cục kẹo rồi, phải không? Thế làm thế nào để tin tưởng một người? Cụ thể hơn là hạ bớt sự hoài nghi và tập tin tưởng. Cá nhân mình thì sẽ có những cái tiêu chí như sau. Việc đầu tiên là mình sẽ rà soát lại những cái mối quan hệ xung quanh của mình. Mình sẽ sàng lọc và đặt cảnh báo cho những người, những mối quan hệ mà mình cảm thấy là không ổn. Mình biết là lòng người phức tạp, người lúc này như vậy không có nghĩa là họ sẽ mãi như vậy. Nhưng rõ ràng là so với người trong danh sách lành mạnh thì more reliable, đáng tin cậy hơn là một người mà trước đó bạn đã đặt cảnh báo trước rồi, phải không? Điều thứ hai là một lúc nào đó mình sẽ đặt câu hỏi cho những người thuộc diện mối quan hệ lành mạnh là người đó có đủ để mình tin tưởng hay không. Biết là khi mà đặt câu hỏi đó thì trong lòng mình vẫn có một cái gì đó gọi là sự hoài nghi cho những cái đối tượng trên. Thì sau khi mà đặt xong câu hỏi đó thì mình sẽ ráng để ý tiểu tiết về họ. Như là cách họ hành xử với những người xung quanh như thế nào, cách họ đối xử với những người phục vụ ra sao, rồi những cái tiểu tiết khác như là họ có bỏ rác đúng nơi quy định hay không, rồi khi mà một việc diễn ra không như ý họ muốn á, thì họ sẽ hành xử như thế nào, mình sẽ ráng để ý hết luôn. Vì theo như câu slogan của kênh mình á, là cách chúng ta giải quyết những điều nhỏ nhặt sẽ tạo nên chính con người của chúng ta. Cũng nên lưu ý thêm rằng á, là không phải ai cũng có thể luôn hành động một cách hoàn hảo cả, nhất là trường hợp cảm xúc lấn át lý trí. Mình nhận thức rằng mình cũng sẽ như vậy, nên việc xem xét những cái điều nhỏ nhặt của một người á, thì cũng nên chấp nhận những cái sai số nhỏ liên quan.
Điều thứ ba là trò chuyện thẳng thắn. Khi mà một sự kiện có tính chất quan trọng á, phải tin tưởng một người thì mới có hoàn thành á. Mình sẽ trò chuyện thẳng thắn với họ, mình sẽ tâm sự với họ rằng à, vụ này quan trọng, mình có thể đặt lòng tin ở bạn không? Mình sẽ trò chuyện với họ với một sự chân thành nhất có thể, với hy vọng là họ sẽ cảm nhận được sự chân thành của mình, cũng như là niềm tin mình đã đặt ở họ. Điều tiếp theo là do những người đi trước đã dạy cho mình, đó là dùng thì không nghi, nghi thì không dùng. Thú thật thì tuổi đời mình còn khá là non trẻ. Mọi người xem clip của mình thì mọi người cũng thấy mà, phải không? Thì mình chưa trải qua sâu sắc lắm cái sự mà dùng thì không nghi này. Nhưng mình sẽ ráng lưu ý. Ở một diễn biến khác á, thì hãy biết, biết người biết ta. Hãy chấp nhận rằng ở một số lĩnh vực hoặc là đa số lĩnh vực, chúng ta không phải là chuyên gia, thậm chí chúng ta chả biết gì cả. Điển hình như là mình đi, những cái thủ tục hành chính nè, những cái giấy tờ ngân hàng nè, những cái máy móc rồi nè, mình chẳng biết gì cả. Nói ra cảm thấy mình thật là nhỏ bé. Thì đó, những lúc như vậy thì bạn đâu có thể làm được cái gì ngoài việc là tin tưởng những cái anh chị trong nghề, những cái anh chị làm thủ tục, chứ phải không? Nên hãy thả lỏng, hãy relax đi. Hãy nghĩ rằng là mình đang giúp cải thiện kinh tế, mình đang giúp tạo thêm nhiều việc làm cho nhiều người khác. Vậy đi. Cũng hãy biết thêm rằng là mình giỏi thì sẽ có người giỏi hơn mình. Đó cũng là lý do khiến mà mình thích tìm tòi đọc sách. Thật là hồ đồ khi mà có một ai đó nói là tôi sẽ không tin tưởng vào quyển sách này, trong khi bạn cũng không thể nào chỉ ra được quyển sách đó vô lý ở điểm nào, hoặc là một cái nguồn, một cái quyển sách khác bác bỏ quyển sách này chứ, phải không? Điều cuối cùng trong danh sách là mình sẽ tập cho bản thân tưởng tượng tiêu cực. Không biết mọi người có giống như mình không ha? Khi mà mình hoàn toàn tin tưởng một ai đó rồi thì bất giác trong đầu mình tự nhiên nhảy số cái kịch bản là họ sẽ phản bội lòng tin của mình. Mình hình dung cái kịch bản đó luôn. Sợ không? Sợ chứ. Rất sợ là đằng khác luôn á. Rất là tồi tệ. Nhưng bạn nghe mình nói nè. Nếu mà đáng sợ như vậy á, tại sao bản thân mình lại cứ phải tưởng tượng tiêu cực cái viễn cảnh ấy ra làm gì? Tưởng tượng tiêu cực á là để bản thân có thể tích cực hơn mà đối diện với bất cứ tình huống nào có thể xảy ra ở cuộc sống đời thực. Mình rất là thích cái hình thức này. Mình cảm thấy là tưởng tượng tiêu cực á, nó có thể làm mình mạnh mẽ hơn, dám đương đầu hơn. Và bạn sẽ chẳng thể nào thử thách được bản thân nếu cuộc đời quá suôn sẻ chứ, phải không? Và khi mà bạn hoàn toàn tin tưởng một ai đó thì sẽ có hai khả năng xảy ra. Cái thứ nhất là bạn sẽ có một người bạn thật sự. Cái thứ hai là bạn sẽ có một bài học nhớ tới già luôn. Thế giới này không vì bạn đối xử dịu dàng với nó mà nó sẽ tự tới với bạn đâu. Nhưng không phải vì vậy mà bạn ngưng tự tới, thôi dịu dàng. Bạn hãy tự tới và dịu dàng vì chính bản thân bạn thôi, vì bạn là vậy. Đừng vì đã từng mất lòng tin qua mà nhìn đời với cặp mắt phiếm diện nha. Mình không yêu cầu người xem. Mình cũng không ra lệnh cho người xem là hãy đăng ký kênh của mình. Vì mình biết là mọi người có quyền lựa chọn. Và cứ để mọi thứ tự nhiên. Một lúc nào đó nếu mà thích quá thì mọi người sẽ đăng ký kênh của mình thôi. Nhưng vì sự phức tạp của content lần này nên mình sẽ recommend hơn mọi lần một xíu xíu. Đó là nếu mà chiếc video này có thể tác động tích cực vào bạn thì bạn hãy đăng ký kênh của mình, cũng như là share chiếc video này để mình có cơ hội tiếp cận và thấu hiểu được nhiều bạn hơn nha. IG của mình là Kanchiki, mình vẫn luôn cập nhật cuộc sống thường nhật của mình trên đó. Bạn cũng có thể comment trực tiếp phía bên dưới về cảm nhận của bạn sau khi xem hết clip của mình, cũng như là chủ đề mà bạn muốn mình thực hiện. Mình sẽ note lại và mình rất rất là trân trọng luôn. Cuối cùng, lịch ra video của mình là vào mỗi thứ ba hàng tuần. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và xem hết video này của mình nha. Và cảm ơn em đã comment cũng như là đặt lòng tin ở anh để anh có thể tạo ra một chiếc video như vậy. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.